Vâng, hello, em chào tất cả quý vị khán giả đến với video mới nhất của Hoàng Sáng TV. Và nghe được thông tin khẩn cấp, và đây là một thông tin cực kỳ nóng ha. Nó có một cái điều gì đó rất là nguy hiểm đến cái gia đình của chị Hà, nên là em phải làm ngay video này. Đó là hiện nay á, là theo điệp viên của em cập nhật về là trong cái lễ 100 ngày của chị Hà là mẹ chị Hà sẽ gặp chuyện. Đó, em nói mọi người rằng ở đây là rất nhiều những cái thông tin khác nhau được đưa ra. Và có thể là cái thông tin mà em cập nhật là đúng, bởi vì là hiện nay á, là bọn chúng đang rất là đang trông đợi đến cái thông tin. Ở đây là đến cái ngày 100 ngày của chị Hà. Nên là em nói với tất cả mọi người là ở đây á, là hôm đó có thể anh Tuấn thì sẽ xuất hiện, rồi là anh Asin cũng sẽ xuất hiện. Nói chung là hai bên xuất hiện cùng với nhau tại một trong cái buổi lễ 100 ngày của chị Hà, thì rất có thể là những cái chuyện đụng độ nó sẽ xảy ra. Đó, và rồi cái thông tin em nói với tất cả mọi người nữa là hôm nay á, là anh Tuấn xà lan đã xuất hiện. Khi mà cái chiếc xà lan của anh Tuấn đã hoàn toàn đổi sang màu mới á, thì em cũng đã nhận được một cái thông tin là chị Hà ấy là rất là thích cái màu vàng. Đó, chị Hà rất là thích màu vàng, nên là ông Dượng 10 với bà 10 á, là bàn với nhau và nói với anh Tuấn rằng ấy là nếu mày mà không sơn sang màu xanh, mày không sơn sang màu khác, thì con Hà nó sẽ về, nó đòi lại xà lan. Đó, là lúc đó là mày gây ra là mày sẽ chết. Đâm ra là em nói mọi người hả, đây là một sự tính toán có chủ ý. Em nói mọi người là không phải một cái lý do gì đó mà tự dưng bỏ ra hàng trăm triệu để sơn sửa một chiếc xà lan đâu quý vị. Đó, đổi màu từ màu vàng, cái viền vàng, sang một cái viền màu xanh. Đó, và thông tin này thì được theo điệp viên của em cập nhật về là do chị Hà chỉ thích màu vàng, chị thích cái màu đó, nên là bây giờ là anh Tuấn anh ấy phải đổi sang cái màu khác để đỡ chị Hà chị về chị đòi. Cũng như là bởi vì em nói mọi người rồi, là cái người mà người ta gọi là đã gây ra cái chuyện gì đó nó mờ ám ấy, là lúc nào cũng sống trong hoang mang và lo sợ. Thì theo cái điệp viên của em cập nhật về cũng nói là hãy cẩn thận, và gia đình của chị Hà nên là cẩn thận trong việc đi lại, cũng như là sẽ gặp cái chuyện là xấu nhất có thể xảy ra. Bởi vì em nói mọi người là trong cái lễ 100 ngày của chị Hà ấy, thì hôm đó sẽ tập trung rất nhiều người, lộn xộn xảy ra. Và nếu như mà đúng như cái tin đồn mà được đưa ra là hôm đó mẹ chị Hà sẽ gặp chuyện, cũng như là anh hai của chị Hà, thì đây quả thật là một thông tin động trời. Và quý vị thử nghĩ xem đi, nếu như mà gây ra ấy, thì ai sẽ là người gây ra đây, đúng không? Và cũng theo cái thông tin em cập nhật được thì em nói mọi người rằng là hiện nay ấy, là xà lan của anh Tuấn thì theo mọi người đồn đoán rằng là không thể nào bán được. Bởi vì là xà lan bây giờ giấy tờ sang tên làm sao được. Vậy thì em hỏi mọi người là từ cái hôm mà chị Hà qua đời đến ngày hôm nay, thì cái tiền mà chạy xà lan đó ai cầm? Quý vị cứ thử nghĩ đi mà xem. Mọi người cứ quan trọng là giấy tờ pháp luật, là phải ký giấy. Bây giờ em nói mọi người nhá, từ cái hôm mà chị Hà qua đời đến ngày hôm nay, cái tiền mà chạy xà lan chở cám đó, chở gạo, chở bắp, ai cầm? Tiền đấy ai cầm? Có phải tiền đấy có phải chia cho cháu Linh không? Có phải chia cho mẹ chị Hà không? Không hề chia cho ai hết, mà anh Tuấn đã lụm sạch. Đó, và em cũng đang điều tra xem. Đó là cái thông tin ở đây là xà lan của anh Tuấn chính thức đã bán hay chưa? Bởi vì là sơn sang màu khác để có thể nói là xóa dấu vết, xóa chứng cứ, và cũng không muốn cho mọi người sẽ nhận ra. Và đây là cái xà lan của anh Tuấn. Thì em nói mọi người là theo cái thông tin của em ấy, là sau này là anh Tuấn sẽ không chạy xà lan nữa, mà sẽ nhường cái xà lan này cho Dượng 10 chạy. Nên là Dượng 10 thì Dượng 10 sợ, sợ là mọi người sẽ hiểu lầm là đây là xà lan của anh Tuấn và sẽ tấn công Dượng 10. Nên là Dượng 10 với dì 10 với bàn bạc với anh Tuấn rằng là thôi bây giờ là mày lấy tiền mày đi sơn chứ xà lan của mày sang màu xanh đi. Một phần là con Hà nó về nó ám, thứ hai là bọn giang hồ nó thấy nó tấn công là nó tưởng tao với ông 10 là mày thì chết tao. Đó, nên là mọi người, em nói mọi người hả, không có phải một cái lý do đơn giản mà bỏ ra hàng trăm triệu để sơn một chiếc xà lan từ cái màu vàng sang màu xanh, thì tất cả nó phải có chủ đích, nó phải có lý do, và nó phải có cái gì đó là bên gia đình của anh Tuấn đó mọi người hả, xào xáo lên mấy ngày hôm nay là gia đình bên đó đang tính toán mưu đồ. Em hỏi tất cả mọi người là chỉ còn có 4 năm nữa thôi là đã đến cái lễ 100 ngày của chị Hà rồi. Đó, và nhiều cái tin đồn được đưa ra là có thể anh Tuấn, anh hai của chị Hà sẽ gặp chuyện, rồi là mẹ của chị Hà sẽ gặp chuyện. Bởi vì là em nói mọi người là bây giờ hai người đó là cái người thân duy nhất trong cái vụ việc của chị Hà này. Đó, rất nhiều những cái thông tin được đưa ra. Vậy thì em hỏi mọi người, dì Năm thì nói là chị Hà có nhiều tiền. Đó, và dì Năm có nói là không tin tưởng vào anh Tuấn. 100 triệu chị Hà có. Vậy thì em hỏi mọi người là chị Hà có đến 100 triệu mà không phải mượn. Vậy thì em hỏi mọi người là cái số tiền đó bây giờ của chị Hà đang ở đâu? Nằm ở đâu? Đó, cái thứ hai là anh Tuấn là hiện nay đang đi cùng với Dượng 10, nhưng theo cái video mới nhất là anh Tuấn dặn Dượng 10, dặn dì 10 là không được nói chuyện. Vậy thì em hỏi mọi người là anh Tuấn sợ cái gì mà không nói, đúng không? Anh Tuấn sợ cái gì mà không dám nói? Em nghe đâu điệp viên đã cập nhật được là các em mấy anh kia nói với nhau là thôi nhà mình đừng nói gì hết á,
mất công nói rồi lộ ra một cái bọn nó biết được một cái là chết. Tốt nhất là bây giờ cứ quay đi để chứng minh đi. Bây giờ em hỏi mọi người, cái mục đích của cái mấy cái anh mà bên phía anh Tuấn ấy quay để làm gì? Quay để chứng minh cho chúng ta thấy ha, quay để chứng minh cho chúng ta thấy là anh Tuấn chưa bị bắt, anh Tuấn chưa bị tóm, anh Tuấn vẫn đang bình an, đang chạy hàng. Vậy thì em hỏi mọi người là lý do nào lại là lộ ra cái thông tin là cái màu sơn nó thay đổi? Bởi vì đó là nó không nằm trong kịch bản. Mọi người hiểu chưa? Cái thống nhất ban đầu là anh nông dân nói là thôi bây giờ em lên Sài Lan em quay, anh làm gì làm, em chỉ quay thôi, anh đừng nói gì hết á. Nhưng mà không ngờ đâu anh Sợ Tuấn này, anh lại quên dặn anh nông dân là mày quay sao mày quay, mày đừng có quay cái màu sơn lên, nó thấy tao đổi màu sơn là chết. Đúng không? Em nói mọi người là như vậy. Nên là nó mới lộ ra là khi cộng đồng mạng họ nhìn vô họ biết ngay, à cái xà lan của chị Hà hôm nọ rõ ràng là cái viền vàng, ủa sao bây giờ lại sơn sang viền xanh, vậy là có lý do gì? Hóa ra em chỉ thông tin đấy là sẽ có hai cái nguyên nhân. Một là đã bán lại cho ông, đã bán lại cho ông Dượng Mười rồi đó, ông Dượng Mười bây giờ đang làm chủ cái xà lan đó. Có thể nói là em nói mọi người, rất nhiều người có nói rằng là anh Tuấn là thuê ông Dượng Mười với ông dì Mười là chạy tài. Nhưng em nói mọi người là chưa biết bây giờ ấy, là cái xà lan đó ai mới là chạy tài cho ai đâu. Bởi vì là Dượng Mười cột dây xuồng cho anh Tuấn. Thì em nói mọi người đi, bây giờ nếu là để đánh đổi, đúng không, Dượng Mười biết là cái việc là bao che cho anh Tuấn thì nó sẽ có cái việc gì đó nó rất là có thể đó là không an toàn. Nhưng mà sao Dượng Mười lại chọn cả là phải cột dây xuồng cho anh Tuấn? Nếu như mà lộ ra thì sao? Bây giờ em hỏi mọi người như thế này, nếu để đánh đổi thì Dượng Mười không dại gì mà để đánh đổi cái việc là đi bao che cho anh Tuấn mà không nhận được cái gì, đúng không? Bắt buộc là Dượng Mười với anh Tuấn đã phải thỏa thuận trước là nếu như tao giúp mày vụ này thì mày phải để cái xà lan đó lại cho tao. Đó, nhiều người cứ đánh giá bảo là ủa xà lan sao bán được, xà lan bây giờ không bán được đâu, rồi là xà lan đó bây giờ đang tranh chấp, rồi xà lan đó bây giờ của cháu Linh. Vậy thì em hỏi mọi người là xà lan của ai em không biết, nhưng mà 3 tháng nay cái doanh thu mà của xà lan ấy mỗi chuyến hàng 60-70 triệu thì bây giờ ai cầm? Có phải là anh Tuấn không? Đúng không? Bây giờ anh em nói với mọi người là bây giờ trên danh nghĩa, trên giấy tờ anh Tuấn vẫn làm chủ, đúng không? Cháu Linh vẫn có cổ phần, nhưng bây giờ anh Tuấn không đưa thì làm gì được? Anh Tuấn không đưa thì làm gì được? Đúng chưa? Mọi người cứ bảo là bây giờ bán là phải có giấy tờ, phải có mua giấy tờ mua bán. Vậy thì em hỏi bây giờ là Thảo có cái thỏa thuận bằng miệng là bây giờ Dượng Mười cứ chạy đi, đó, đến khi có gì về giấy tờ kiện cáo thì con sẽ lo. Thì bây giờ em hỏi mọi người là bây giờ anh Tuấn đâu có thể nào mà nhẹ nhàng thoát một cách đơn giản như vậy được, phải bỏ ra một số tiền rất là lớn, đúng không? Bây giờ lấy tiền ở đâu ra? Bây giờ nếu không có tiền thì sẽ phải gọi là có thể là để đi nghỉ bát. Nên là bây giờ anh Tuấn phải chọn là bán xà lan để bảo toàn là ở ngoài được vi vu, đúng chưa? Nên là bây giờ em nói mọi người là không bao giờ có chuyện mà ở đây nó đơn giản như vậy đâu. Tại sao trong vụ việc này nó lại gây cái sự bức xúc trong nhân dân, đúng không? Tại sao mà chúng ta lại nghi ngờ anh Tuấn? Tại sao dì Năm lại nói những cái câu mà nó không giống với những cái gì mà anh Tuấn đã nói? Dì Năm có nói rằng là thằng Tuấn là nó không có tiền, tôi không tin tưởng Tuấn, tôi tin tưởng con Hà đấy, tôi yêu con Hà nhất. Vậy em hỏi mọi người là em không biết cái lý do nào mà anh Tuấn là yêu con Hà nhất mà đến mức độ từ lúc chị Hà qua đời đến nay là dì Năm không dám qua nhà của chị Hà để thắp một nén nhang, và anh Tuấn thì cũng không có dám bén mảng về nhà. Và bây giờ thì lại lộ cái thông tin là có thể là trong cái lễ 100 ngày là mẹ chị Hà sẽ có biến, rồi là mẹ của chị Hà sẽ gặp chuyện, rồi là anh hai của chị Hà sẽ có biến. Bởi vì hai người đó đều là những cái người mà gọi là có thể nói là có quyền trong cái việc là đấu tố cũng như là khởi kiện khiếu nại để có thể là làm rõ cái vụ việc của chị Hà này. Nên là bây giờ những cái người đó rất là quan trọng. Em cũng nói với tất cả mọi người là bây giờ thì nó không có sao, nhưng mà đến cái hôm mà em nói mọi người Hà diễn ra lễ 100 ngày nó lộn xộn rồi người ra người vô, chúng ta làm sao mà biết được, đúng không? Nên là cái thông tin đồn này nó cũng có căn cứ chứ bộ. Rồi cái thông tin về cái việc là bán xà lan của anh Tuấn, em nói mọi người rằng ấy là cái xà lan của anh Tuấn bây giờ ha là có bán hay không thì chỉ có anh Tuấn mới biết. Bởi vì em nói mọi người là khi mà thay đổi màu sắc rồi thì chúng ta có sự nghi ngờ chứ. Bây giờ nếu anh không bán cho Dượng Mười, tại sao Dượng Mười lại phải thay đổi màu sơn? Tiền ở đâu anh thay đổi màu sơn, đúng không? Anh đừng có nói là anh bảo là anh bỏ ra vài triệu, anh nói là anh nợ nần đầy, tiền không có, rồi tiền ở đâu mà anh đổi màu sơn, đúng chưa? Đấy là cái điều mà chúng ta đã cảm thấy rằng là cái việc trong két sắt có tiền là đúng. Bởi vì két sắt có tiền thì anh mới có tiền anh đã thay đổi màu sơn của xà lan chứ không tiền đâu mà anh thay, đúng không? Cái thứ hai là nó phải có cái điều gì đó anh mới phải thay đổi kiểu như vậy để tránh mọi người nhận ra. Bởi vì anh chạy hàng chạy đồ là người ta sẽ nhận ra, à đây là xà lan thằng Tuấn đó, mà xà lan Tuấn đó bây giờ Dượng Mười lại chạy thì mọi người đang sợ ở đây là sẽ gọi là xóa tất cả dấu vết đi, thấy không? Xóa dấu vết đi và cho mọi người không nhận ra xà lan của anh Tuấn nữa, để cho mọi người sẽ nghĩ rằng đây là xà lan của Dượng Mười đó. Mọi người thấy không, là rất nhiều những cái chiêu trò được đặt ra nhưng mà không thể nào mà qua mắt nổi anh em ở trên cộng đồng mạng đâu mọi người ạ. Anh em cộng đồng mạng đâu phải là ngu, đúng không? Tất cả chúng ta nhìn nhận là chúng ta biết liền. Em nói với tất cả mọi người rồi là cái vụ việc của chị Hà này bây giờ nó đang chuyển biến sang một giai đoạn cực kỳ quan trọng đó. Bởi vì em nói mọi người ha, hết những cái việc
là anh trai chị Hà ra đến tận bộ để cầu cứu là sẽ giải quyết cái vụ việc này, cũng như là gia đình cũng nói là đã giải quyết được tầm 80% rồi đó, có tin vui rồi, trong thời gian ngắn nhất thì sẽ xử lý. Rồi tiếp theo đến cái việc là ở đây là dì Năm bất ngờ xuất hiện tiết lộ những cái thông tin động trời đó, là két sắt của anh Tuấn, của chị Hà có vấn đề. Em dám nói với tất cả quý vị các bạn là cái két sắt của chị Hà ấy là nó có vấn đề, nó có cái vấn đề ở trong đó, thì anh Tuấn mới phải sợ, phải di rời xà lan đi để thuê người ta là phá két sắt. Em nói mọi người là không bao giờ anh Tuấn tự phá két sắt, và cái người nào được anh Tuấn thuê bây giờ cũng đang sợ. Em nói mọi người nha, anh Tuấn phải thuê người phá két sắt, bởi vì là trong 3 ngày đầu tiên anh Tuấn đã đánh xà lan đi đó, đánh xà lan đi 3 ngày sau mới quay về. Vậy thì em hỏi người đánh đi đâu mà lúc đó hàng vẫn chưa xuống, hàng vẫn còn trên xà lan. Vậy thì chứng tỏ là anh này anh đánh xà lan đi, một là để xóa dấu vết, hai là để tiêu hủy chứng cứ, và ba là để phá két sắt. Bởi vì là anh Tuấn có nói rằng là lúc chị Hà mới nổi lên là anh Tuấn gọi ngay dượng chín kè xà lan đi sửa. Mà em nói hỏi tất cả mọi người là cái dòng sông đó sâu 25-30 mét thì sửa cái gì, làm sao mà đứng máy được, đúng chưa? Nên là cái vụ việc này nó có nhiều những cái điểm nghi vấn, em nói mọi người như vậy ha. Chắc chắn rằng trong vài ngày tới thì cái sự việc này sẽ sáng tỏ, và anh Tuấn này có liên quan hay không thì chúng ta sẽ rõ. Bởi vì em nói mọi người là không thể nào đơn giản là chị Hà nhảy sông rồi là bơi đi vài chục mét rồi là anh Tuấn nhảy xuống không kịp rồi chìm, làm cái hì cái mất tiêu. Em nói mọi người là làm cái hì cái gì mà 25 mét thì hì kiểu gì, 25 mét xuống dòng sông đó thì hì kiểu gì, làm sao mà hì được, đúng chưa? Anh không thể nào anh hì một cái mà từ cái mặt nước đó xuống đến đáy sông 25 mét mà có thể nằm im ở đó 12 ngày được. Nên là đây là cái điều không thể. Nên em vẫn nói với tất cả mọi người rồi, cái sự việc nó sẽ sáng tỏ, nhưng căn bản là thời gian là bao lâu mà thôi. Chắc chắn là người dân cũng như là gia đình cũng sẽ không thể nào bỏ cuộc được, đúng không? Ngay cả bản thân em vậy thôi, em sẽ theo cái vụ việc đến cùng, cũng như là sẽ cập nhật những cái thông tin và diễn biến liên tục để cho tất cả mọi người sẽ theo dõi ha. Và cái video này em cũng rất là mong tất cả quý vị các bạn sẽ để lại cái bình luận bên dưới video này, cũng như là mọi người biết cái thông tin gì thì mọi người hãy comment bên dưới quý vị nhé, và bình luận để giúp em có thêm thông tin mới, và em cũng sẽ cập nhật những cái thông tin liên tục để có thể gửi cho tất cả quý vị khán giả. Video này em xin phép em dừng ở đây. Em cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều nhá. Chào mọi người.